Xin chào tất cả các bạn nha. Thì trên bàn của mình đây là một cái lô tấm trắng bên shop mình mới vừa nhập về. Thì những cái sản phẩm tấm trắng này mình đã có giới thiệu bên cái kênh shop mình rồi. Thì hôm nay có những cái bạn mà yêu cầu mình làm chi tiết cặn kẽ và cũng như nói cho cái xem chi tiết về cái sản phẩm cặn kẽ hơn, cũng như là nói về cách sử dụng hướng dẫn cụ thể hơn và cho xem bên trong cái sản phẩm kỹ càng hơn. Thì hôm nay mình sẽ làm clip giới thiệu cho các bạn xem lại nha. Thì giá của sản phẩm này là 65.000 nha các bạn. Thì cái sản phẩm này đang rất là hot và cái hiệu quả sử dụng của nó rất là nhanh gọn lẹ, cách thức sử dụng đơn giản nên cái khách hàng rất là chuộng nha các bạn. Thì cái sản phẩm này á là các bạn chỉ sử dụng trong khoảng từ 5 đến 7 phút thôi là cái hiệu quả lên tông mình sẽ thấy rõ rệt nha các bạn. Thì cái sản phẩm này á bên trong nó chỉ có hai gói thôi, sau đây mình sẽ khui ra các bạn luôn. Có hai gói như cái thế này nha các bạn. Nó gồm có một gói dạng trong đây là cái gói dạng kem sạch và một cái gói nhỏ này là cái gói bột cho các bạn. Thì cái cách sử dụng các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần xé hai cái bịch này ra, các bạn cho vào cái tô hoặc cái chén gì đó, các bạn đánh đều lên và các bạn thoa nha nhanh lên cái vùng da bạn muốn làm trắng, ví dụ như cổ tay hoặc là mình đó, các bạn thoa lên, các bạn chỉ cần để trong khoảng 5 đến 7 phút thì da của bạn sẽ lên tông và trắng thấy rõ nha các bạn. Thì đây là cái sản phẩm tắm trắng collagen. Các bạn đã thấy là 100% từ thiên nhiên nè. Thì ngoài cái chuyện mà cái tấm trắng này nó đơn giản, nó hiệu quả, cái cảm nhận của nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm này á, nó không giống như cái loại sản phẩm tấm trắng khác á, là các bạn khi thoa lên trộn lên và các bạn thoa lên vùng da thì nó không có bị châm chích, không có bị ngứa nha các bạn. Và đặc biệt là nó không có cái mùi hôi hoặc là không có những cái mùi lạ khó chịu nha các bạn. Chính vì cái nhiều cái ưu điểm đó thì cái sản phẩm này shop mình bán rất là chạy. Và hôm nay mình sẽ làm clip này để mà giới thiệu cách chi tiết và cặn kẽ. Như các bạn đã thấy thì rất là đơn giản, mình hướng dẫn sơ sản phẩm này rất là nhanh gọn lẹ bởi vì cái sản phẩm này nó quá đơn giản rồi các bạn. Rồi, thì trên đây là thông tin chi tiết cái bao bì sản phẩm nha các bạn. Đây là những cái thông tin trên đó nè. Và có công ty sản xuất nha các bạn. Thì giá sản phẩm này 65.000, thì các bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ shop mình nha các bạn. Giờ cảm ơn các bạn.